Hello, xin chào mọi người, mình là Chim Sói. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau coi tiếp một video battle trên kênh Việt Nam Rodeo 101 mọi người ơi. Mình rất khá là trung thành với kênh này vì kênh này kênh gà nhà. Đây là một chương trình fanmade thực tập sinh 101 người á mọi người. Mình không biết là tại sao lại là battle mà đáng lẽ phải là audition. Oh, chúng ta cứ coi trước nhé. Cái phần battle này sẽ là Nguyễn Thành Lâm và Võ Quốc Kiệt. Nhìn cái xe này, mặt nghiêng, góc nghiêng, góc nghiêng mình được không? Được không, được không? 204 nè. Trời ơi, mọi người biết không? Hai người ai cũng đẹp hết trơn, nó biết chọn người ghê. Bạn này không nói bạn sinh năm bao nhiêu hết, nhưng mà bạn kia thì có vẻ là sinh năm 204 đó, Quốc Kiệt. Hai người này có gương mặt rất là baby, rất là còn trẻ lắm mọi người ạ. 204 là bây giờ là 18 rồi đó. 18 rồi đó. Ủa, 24, 16. 16 là cấp 3 đó. Trước thì anh make game. Thành Lâm. À, để cả TikTok. Để cả TikTok lên. Và video được nhiều người like nhất, được nhiều người xem nhất. 831,6 ngàn. Bạn này là bao nhiêu? 922,5 ngàn. Trời ơi, còn nhỏ mà làm điệu cũng hay ha. Trời ơi, mình luyện tập chút mẹ luôn mà mình cũng không ra được mấy cái thần thái như thế đâu. Mặt mộc mọi người à, cái này là bao lâu video mặt mộc. Ủa, cái này hình như có chỉ sáng không? Mặt mộc đẹp quá à. Đẹp ghê luôn đấy. Cái này bạn mặt mộc quá đấy, nhìn không khác mấy đúng không? Không khác gì luôn đấy. Cái này là mộc thịt đó hả? Ồ, quê ha, đẹp ha. Có tố chất tương lai ghê luôn á. Nó là biến đổi trên form mà. Ê, bạn này đẹp quá ha. Ồ, cái bạn rất người cả. Ồ, khoan. Nhìn cái gì không? Móng tay á. Móng tay dài quá. Mình rất sợ những bạn móng tay dài. Ê, móng tay mình cũng là thế này. Ồ, học sinh mình có để móng dài vậy không nhỉ? Mình như cũng không. Chắc tại mình nghịch dơ quá. What the hell? Vậy là những người mà để móng tay dài này rất là sạch sẽ mới làm vậy đó. Nhà chúng ta coi tiếp nè. Nhưng mà vì mình không thích cái móng tay. Móng tay cực dài luôn mọi người ơi. Chỗ đấy nó phải 3cm đó. Mặt rất là đẹp. Nhưng mà mình không thích móng tay nên mình trừ điểm móng tay. Trừ điểm gọn gàng. Trời ơi, con nhỏ con đi học quá mọi người, chắc con nhỏ lắm, thấy có hình trong lớp nè. Wow, vậy mà thần thái giỏi quá ha. Mà cái TikTok rất nhiều người coi nhá, rất nhiều người tim nhá, triệu tim, mấy triệu tim ấy, mấy triệu. Ôi, này cái trend này đưa mọi người biến đổi. Trời ơi, cái mặt kìa. Cưng hết nấc luôn mọi người. Cưng hết nấc. Đây này, mặt kêu rồi, kêu. Hi guys. Có nhiều người để tay như thế này cũng hay lắm nha. Wow. Thay đổi luôn. Gương mặt điện ảnh quá mọi người ha. Bạn này gương mặt điện ảnh luôn á. Kiểu cái góc cặp này, rất là điện ảnh. Trời ơi, dễ thương thế này. Ồ, cái môi rất là xinh, trời ơi, khen đủ luôn á. Nhưng mà môi xinh thì... Wow, không có gì xuất sắc. Bè gờ. Mình coi TikTok nhiều thì biết mấy cái trend này. Nhưng mà ít coi TikTok Việt Nam. Mình cứ toàn lên trên kênh này, mình coi TikTok về Việt Nam này. Trời ơi, mấy cái biến đổi làm vất vả ghê luôn ấy. Mà
Như thế này, nhú lại một nhịp đến lên. Ôi mình thấy mấy bạn cười tươi, bạn lại cười tươi ghê luôn đấy. Cười với cái miệng vẫn xinh chứ trời ơi, cái bạn này nhìn lại cái miệng cũng xinh này. Hai bạn miệng đều rất xinh. Nhưng không cười được như thế luôn đó. Nhạc hay quá. Trời ơi, cái mấy cái hình icon trên mặt hay quá. Mình chưa thử luôn, mình sẽ thử. Ủa, nhép không khớp mọi người ơi. Trời ơi trời ơi trời ơi, nam thần trời ơi, xoái ca trời ơi trời 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 trời. Đưa tay đây là mãi bên nhau bạn nhé. Thuê phòng vip 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 vip. Mình chùa tại mình nghe thấy nhiều người làm cái trend đó. Bạn này cũng nhép không khớp lắm. Nhưng mà mặt không tè bù lại. Đây 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 đây. Ê đoạn này nhép được này. Nhưng mà hai bạn này có chơi đàn đó. Có đàn sao? Bạn này cũng có đàn nè. Hai bạn đều có đàn mọi người ạ. Hai bạn đều có đàn. Ủa, thế có cái đoạn đàn không? Đoạn đàn thử không? Trời ơi, học sinh đấy. Học sinh cuối. Em ơi, em làm bên bạn. Em có bằng lại bên bạn chưa? Trời. Hai cái răng khảnh dễ thương không? Không phải khảnh nữa mà nó sẽ dài hơn. Nhuộm tóc hay là effect này? Và nếu có thèm đồ ăn, gọi điện cho anh, hoặc là chạy sang nhà vì trước khi ăn ta phải rửa tay. Trời ơi, kêu chưa? Hai bạn này còn đi học nè. Cái kính không gọng hả mọi người? À không có trọng hả? Trời ơi, bạn này điện ảnh hơn. Bạn này điện ảnh hơn. À, mình thích cái gương mặt của bạn Thế Lâm hơn. Nhưng mà cái bạn Quốc Kiệt này có cái nét rất là điện ảnh. Mà có vẻ bạn Thành Lâm diễn ok. Ồ, bạn Quốc Kiệt diễn cũng rất ok. Từ sao đây? Chọn cả hai được không? Đáng lẽ cái này không phải là battle. Cái này phải là vòng audition đúng không mọi người? Phải là vòng audition. Nhưng mà audition thì chúng ta sẽ lựa được không? Ủa? Bạn này có gì không? Bạn này có ở trong phần battle hay gì đâu? Hay là đặt cách vô luôn rồi. 101 rồi. Bạn này đặt cách vô rồi. Trời ơi. Mà như thế này thì sao là chọn được đúng không? Không thể chọn được. Không chọn chọn cả hai. Không thể battle vậy được, đúng không? Battle. Cảm ơn mọi người đã cùng coi mình. Nếu mà ai thích hãy bình chọn nhé. Hãy bình chọn ở dưới cái video của Việt Nam Produce 101. Ôi, ít lựa chọn không mọi người ơi. Ê mọi người vừa lựa chọn Thành Lâm nhiều chưa này? Nhiều chưa? Wow. Mọi người hãy vô lựa chọn cho mình cái người mọi người thích nhé. Cảm ơn mọi người đã cùng coi video này với mình. Nếu thích hãy like, subscribe cho mình nhé. Tạm biệt.